Hoàng Kim xin chào tất cả quý vị khán giả của Showbiz và rất hân hạnh ngày hôm nay được đồng hành với tất cả quý vị. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với hai vị khách mời là rất là điển trai, rất lịch lãm và rất là tài năng. Xin giới thiệu với tất cả quý vị ca sĩ Hồ Trung Dũng và diễn viên Mario Thành Tâm. Và không biết là hai anh có thể gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả của Showbiz được không ạ? Hi, xin chào khán giả của Showbiz, mình là Mario Thành Tâm. Hiện tại mình đang là một diễn viên và một người mẫu. Và kế tiếp là mình đang lấn sân vào lĩnh vực người dẫn chương trình. Xin chào khán giả của Showbiz, ngày hôm nay thì Dũng rất là vui khi được gặp gỡ anh Kim cũng như gặp lại Mario Thành Tâm. Và rất là hân hạnh được chào mừng hai anh đến đây cùng với Showbiz để mà chúng ta có thể cùng chia sẻ với nhau và cùng cho khán giả biết được những dự định sắp tới cũng như là những chia sẻ về cá nhân, về những cái chủ đề xung quanh về cuộc sống. Vậy thì đầu tiên là chúng ta hãy nhìn lại một chút về kỷ niệm là hai anh đã cùng tham gia với nhau chương trình Trời Sinh Một Cặp. Vậy thì qua cái khoảng thời gian mà đồng hành với nhau như vậy, chạy deadline, lên bài, lên tập luyện các thứ này nọ, thì sau khi quay trở về cuộc sống bình thường thì hai anh có cảm thấy nhớ nhung cái khoảng thời gian vừa rồi mà chúng ta đã dành với nhau không ạ? Còn nhớ cái buổi sáng ngày hôm mà sau khi vừa quay xong thì hai anh em có nhắn nhau và đều không tin được là mình đã hoàn thành show rồi và mình không còn gặp nhau nữa. Thật ra cái lần này Dũng rất là vui khi mà được tham gia trong mùa này. Bởi vì Dũng thấy là các thí sinh, không phải đội của Dũng không, cả ba đội và cả ba người huấn luyện viên là Thảo Trang, Dũng với lại Thanh Duy đều là những người mà Dũng nghĩ rất là hòa đồng, rất là hay giỡn ở phía hậu trường với nhau và rất là quan tâm lẫn nhau. Nên là không có ai có cái cảm giác là mình đang cạnh tranh với người kia hết, mà là các huấn luyện viên đều hướng dẫn, đều góp ý cho cái thí sinh của người đội khác. Vì thế là mặc dù công việc thì rất là bận, rất là cực, nhưng mà cảm giác đến đó nó cũng có những cái rất là hay. Cách mình ra khỏi cái thế giới showbiz hàng ngày, nó là cái nơi mà mình có thể gặp những người đồng nghiệp ở lĩnh vực khác để có thể trao cho họ những cái kiến thức mà mình đã được học hỏi từ mười mấy năm đi hát của mình. Và vì thế chắc chắn là Dũng rất là nhớ, còn không biết là Tâm khi mà không làm Dũng cái Dũng nữa có nhớ hay không thì không biết. Maro có nhớ một buổi sáng Maro có nói với anh Dũng là trời anh ơi bây giờ em lại tập quen lại cuộc sống như hàng ngày lại. Từ vì mình đã không còn học bài, không còn nhắn tin để bàn với nhau về tuần này mình sẽ chọn bài gì và mình tập như thế nào và lên ý tưởng như ra sao. Thì vào cuộc thi Trời Sinh Một Cặp thì Maro cứ nghĩ là những đội nó sẽ là những đối thủ với nhau, là sức cạnh tranh với nhau, nhưng không, thấy nó như là một gia đình vậy. Tất cả mọi người quan tâm nhau, yêu thương nhau và nhớ những cái tập mà lội từng người á. Thì mấy anh em ôm nhau này kia nọ thì mình rất là thân với nhau. Dễ thương quá, bởi vì là em cảm nhận được là không có chỉ là một cuộc thi nữa mà nó là một cái nơi mà để chúng ta tạo dựng nên được những cái buổi trình diễn cho khán giả, đúng không? Đó là cái mục tiêu mà cao nhất. Vậy thì anh Mario, là trong cái cuộc thi thì đội trưởng của mình có phải là một người rất là khắc khe, nghiêm khắc không? Hay là họ rất là hòa đồng, rất là hướng dẫn mọi người qua những cái bài tập cũng như là dựng bài anh? Khúc đầu nhìn anh Dũng thì Maro nghĩ là chết cha về team của anh Dũng hát kỹ thuật thì không biết mình có theo nổi không. Mới nhìn anh Dũng hơi khó, nhưng mà không phải vậy nha mọi người, rất là vui. Về với anh Dũng thì thẳng ra ba người trong đội của Maro luôn nói một câu gì anh Dũng gánh còng lưng. Có nghĩa là ba người là một con số không, ba người là ba cái lĩnh vực khác nhau. Giống như Maro là người mẫu, còn Quỳnh Lương là diễn viên, còn bé Trang là mới tập tành vào nghệ thuật là cũng là một diễn viên với người mẫu ảnh trẻ. Thì ba người là một con số không, không biết gì về âm nhạc hết. Chính anh Dũng là người chỉ cho tất cả mọi người về luyện thanh, âm nhạc, bài nhịp, tất cả mọi thứ đều là do anh Dũng chỉ mà. Vậy thì anh Dũng, anh đã thấy điểm gì ở Mario để mà anh có thể chọn bạn về trong khi bạn ấy vẫn là cùng một con số không trong việc ca hát? Cái show này hơi khác chút xíu, và thật ra không phải là huấn luyện viên là người có quyết định cuối cùng là ai là người về đội mình, mà sẽ là do anh Huy Tuấn. Nhưng các huấn luyện viên đều có cái quyền là đấu tranh, quyền thể hiện mong muốn của mình. Thì với anh thì có hai cái tiêu chí ban đầu là mình có thể mang lại gì đó cho người này. Chứ không nhất thiết phải là những người mà đã rất xa trong cái lộ trình này rồi. Tại vì trong cuộc thi này có rất nhiều người ở những cái điểm rất là khác nhau. Có những bạn đã sẵn sàng cho chung kết luôn rồi, không cần phải học thêm gì nữa hết. Nhưng mà anh thì anh nhắm vô là anh có thể mang lại gì cho người đó. Và cái hình tượng của mình và người đó khi mà ghép vô, nó có bộc lộ và khai thác được cái hay của cả hai hay không, và giúp cả hai đều phát triển thành một cái version hay hơn hay không. Vậy thì
anh Mario là chưa từng có một cái kinh nghiệm gì trong ca hát đúng không anh? Vậy thì trong cái thời gian mà training anh Mario thì anh Dũng có gặp khó khăn gì không? Hay là có những cái kỷ niệm hay là có những cái bức xúc nào mà mong muốn là thể hiện qua cái showbiz này luôn không? Thì mình bóc luôn một lần tại đây. Thực ra kỷ niệm thì mỗi buổi tập là một kỷ niệm. Anh nghĩ rằng là ít bao giờ trong nghề hát mà anh có cái cơ hội để học cái sự kiên nhẫn đến như vậy. Phải rất là kiên nhẫn. Bởi vì mình phải hiểu các bạn xuất phát điểm là ở đâu. Và anh còn nhớ là ngày đầu tiên thì anh có nói với chương trình là anh sẽ hẹn các bạn qua nhà để chỉ ngồi nghe các bạn hát cho vui đi. Nghĩa là không phải là để chọn bài hay bất cứ mục đích gì hết, mà chủ yếu là để cảm các bạn. Tại vì có thể là có người hát chưa tốt vì lý do là chưa kỹ thuật, có người thì bởi vì là không tự tin hay là gì đó, thì mình phải hiểu con người ở phía đằng sau của họ. Thì anh nghĩ chính cái điều đó mà làm cho anh kết nối với các bạn dễ hơn. Và mỗi bạn thì anh khai thác một kiểu khác nhau. Ví dụ như Quỳnh Lương là phải bước lên sân khấu là phải vượt qua cái nỗi sợ. Đó. Còn Thảo Trang thì bước lên sân khấu thì phải là một cái phiên bản nó gọi là thế nào nhỉ? Nó chín chắn hơn, nó đẹp hơn, chứ không chỉ là một cô gái xinh xinh dễ thương mà mọi người ban đầu biết đến. Còn với Mario thì lại là cái sự tự tin thì rất là có sẵn rồi. Nhưng mà ở đó là cái sự tiết chế, cái sự kiểm soát giọng hát của mình và nhịp của mình, và đồng thời rằng là cái cảm trong âm nhạc, cũng như cái đêm cuối cùng khi mà anh Tuấn nhận xét thì làm cho anh rất là vui. Khi mà anh Tuấn nói là cái mà anh Dũng làm được cho Mario chính là cho Mario thêm cái thẩm mỹ về âm nhạc. Và điều đó là anh nghĩ là một trong những cái vốn rất là quý mà anh có thể trao các bạn được. Bởi vậy mới thấy là một người đội trưởng trong chương trình này nó cũng rất là căng thẳng, bởi vì không những là phải biết kết hợp kết nối các bạn như thế nào mà còn phải nhìn ra được cái điểm mạnh điểm yếu để mà có thể làm sao trong một cái một vở thì chúng ta có thể nâng nhau lên và khuất đi những cái điểm mà chưa tốt về mỗi người. Vậy thì qua cái thời gian hoạt động dài với nhau như vậy, hai người có một cái tính từ hay là một cái từ nào đó để dành cho nhau không ạ? Khi mà nhắc đến anh Dũng thì anh Mario sẽ nghĩ từ gì và ngược lại? Nhắc tới anh Dũng thì chắc Mario phải nói là một sự tận tâm, rất là tận tâm với tất cả những thí sinh trong đội của mình. Không biết là anh Dũng sẽ có một cái từ nào dành cho Mario? Từ này thông bố rồi chứ không phải là chương trình thì mới nói là sự là hăng hái, nỗ lực. Anh một trong những tiêu chí mà anh chọn người để cùng làm việc với mình, không chỉ là những thí sinh cuộc thi mà cả những người đồng nghiệp trong nghề hoặc là nhân viên của anh ở bên ngoài đều là sự nỗ lực. Anh có thể luôn luôn nói mọi người là có thể điểm xuất phát điểm của bạn không có xa, bạn cũng phải chưa phải là người quá giỏi trong việc bạn làm, nhưng bạn phải có trách nhiệm và bạn phải có nỗ lực, thì Mario có cả hai đó. Tính ra là mọi sự xảy ra nó đều có một cái sự sắp đặt của nó. Từng người trong đội của anh Dũng đều là một cái mảnh ghép mà có thể là chúng ta sẽ cần phải tìm cách để ghép lại với nhau để mà chúng ta đi được với nhau xuyên suốt một cái chương trình đó. Vậy thì sở hữu là một cái team sở hữu rất là nhiều thí sinh vào chung kết nhất mà chỉ dừng lại ở top 3 và top 4, thì cả anh Dũng và anh Mario suy nghĩ như thế nào về chuyện này? Chắc Mario trước đi. Nói về thực sự là vào hết hai thí sinh của đội anh Dũng vào để chung kết mà để loại một người, thực sự cả Mario và Quỳnh Lương đều hai người cũng rất là cố gắng với nhau. Giống như anh Huy Tấn đã nói rồi, sẽ chấm theo một cái quá trình rất là dài, cái quá trình rất dài coi thí sinh nó tiến bộ như thế nào. Và cả Mario và Quỳnh Lương hai người đều tiến bộ với nhau, nhưng mà có lẽ Mario sẽ may mắn hơn Quỳnh Lương một tí xíu là Mario là rất nhiều phong cách, rất nhiều phong cách. Một cái nữa là cái sự tự tin của Mario nhiều hơn Quỳnh Lương tí xíu, đó là một sự may mắn. Nói chung là cái giải thưởng mà để cho Mario trong cái top 3 này có nghĩa là có thể hai anh em Quỳnh Lương và Mario cùng cầm cái giải thưởng luôn, từ vì hai anh em đã rất quá cố gắng. Khi mà nói chương trình này thì cái đêm cái bữa đầu tiên khi chưa loại ai hết thì ba đội trưởng có ngồi với nhau và nói giỡn, thì anh nói rằng là biết trước là ai hạng nhất rồi. Có nghĩa là hai đội trưởng còn lại chỉ là làm hát nền cho thí sinh của đội Thanh Duy thôi. Tại vì bạn Duy Khiêm ngố rất là mạnh và bạn cũng rất là nhiều màu sắc và rất là đúng với lại cái kiểu của chương trình này. Và lúc đó anh cũng có nói giỡn là có khi nào đêm chung kết anh là người khỏe nhất không ta? Có nghĩa là anh chỉ ngồi vỗ tay cho hai đội trưởng còn lại thôi. Bởi vì phải nói thật sự rằng là xét về cái khả năng âm nhạc từ ngày đầu tiên thì đội anh là những đội là đội yếu nhất.
Và vì thế anh hoàn toàn chuẩn bị tâm lý rằng là rất có thể rằng là các bạn đội mình sẽ bị loại sớm hơn những đội khác. Yeah. Và mình sẽ làm sao tốt nhất trong cái thời gian mà các bạn có với mình, chỉ như vậy. Cho nên nếu mọi người xem là cái tập mà Thảo Trang xém bị loại mà không bị loại, cái phản ứng của anh á, mọi người sẽ thấy rằng là anh rất bất ngờ quyết định rằng là thí sinh của đội Thảo Trang đúng không? Dạ. Đội Thảo Trang bị loại chứ không phải đội của anh. Và đội anh là đội duy nhất còn lại 3 người. Trong khi Thanh Duy còn 1 người và Thảo Trang còn chỉ có 2 người. Cho nên đó đã là một kỳ tích đối với lại đội của anh rồi. Và sau đó vô đến bán kết thì anh vẫn là đội có nhiều người nhất. Và đến chung kết thì cũng không ai bị loại. Cho nên xét về cái những gì mà đội anh có thì đó là một cái sự tự hào rất là lớn. Và còn nói về thành tích của hai bạn á, thì thực sự là hôm qua khi mà phát sóng xong chương trình á, thì rất nhiều người vào trong trang của anh và comment là họ không đồng ý. Lẽ ra là thí sinh của anh phải có người là á quân. Họ nói như vậy. Thì ở đây mình không có phải nói rằng là á quân hay là quán quân chương trình không có xứng đáng, mà có nghĩa là các bạn bây giờ đã vượt ra khỏi cái là những người đi học hát. Mà khán giả đã yêu thích họ, cảm được giọng hát của họ. Họ không còn comment là ôi những bạn này rất là cố gắng. Mà người ta vô nói rằng là những người hát rất là hay. Và lẽ ra phải được hạng cao hơn. Thì anh nghĩ cái vị trí trong lòng khán giả đối với các bạn mà nói nó cũng quan trọng hơn rất là nhiều so với là hạng 3 hay là hạng 4. Dạ chính xác. Bởi vì là sau một chương trình thì bản thân em cũng phải là một cái người hướng đến, mình phải có một cái highlight trong đầu của khán giả, trong lòng của khán giả nó sẽ mang lại cái lợi ích nhiều hơn và đường dài nhiều hơn, đúng không anh? Vậy thì như anh đã chia sẻ thì là khi mà về đội của mình thì mọi người đều là con số 0 và có một cái kỹ năng khá là yếu so với hai đội còn lại. Thì đến bây giờ anh Dũng nhìn lại thì Mario đã tiến bộ, đã trưởng thành như thế nào? Mario, anh phục nhất là Mario trong cái vòng tiếng Anh. Và vòng dân ca là vòng sau đó. Khi mà Mario không phải là người giỏi ngoại ngữ, vừa phải học phát âm ngoại ngữ, vừa phải nhận thách thức của anh đó là hát nhạc jazz. Bởi vì Mario, anh khi bước vào chương trình này anh đã rất mong muốn được hát nhạc jazz, cái sở trường và cái đam mê của anh. Và anh người duy nhất trong đội mà anh nghĩ rằng là có khả năng tải cái đó là Mario. Mặc dù sẽ rất khó. Cho nên khi Mario chấp nhận cái thử thách đó và làm rất là tốt thì đó là cái sự tự hào cực kỳ lớn đối với anh. Mario không có ngại thử sức. Nhưng mà thông qua từng cái giai đoạn một thì cái sự thử sức đó nó không có còn bản năng như ngày xưa. Ngày đầu á, là Mario cứ kiểu như là đổi cái chuyển từ ballad qua techno thì gọi là các dòng nhạc khác nhau. Nhưng nó không phải nhất thiết là như vậy, nó còn rất nhiều thứ khác nữa. Mà cái khi chuyển mà nó vẫn giữ được thần thái của mình, cái hình ảnh của mình, nó là cái rất là quan trọng. Thì Mario đã trở nên một con người anh nghĩ rằng là tinh tế hơn trong cái âm nhạc. Và biết tiết chế hơn, biết kiểm soát mình hơn, không quá là over nhưng mà cũng không quá phải rụt rè rút mình lại. Thì đó là một những kỹ năng mà anh nghĩ là rất là quan trọng khi em đi đường dài sau này làm nghệ sĩ. Và em cũng đồng ý luôn với anh vì là em cũng đã coi qua chương trình. Thì có một cái vòng mà em rất là thích khi mà anh ngồi đánh piano và anh và cả Mario cùng hòa thanh với nhau. Em rất là thích cái vòng đó bởi vì là nghe mọi người rất là mượt, rất là khớp với nhau và nó không có một cái độ choáng. Và không biết rằng là anh Mario là chưa có kinh nghiệm gì, chưa có một cái khoảng thời gian đi hát trước đó. Thì đó cũng là một cái phần mà em nghĩ cũng là một cái thành công mà khi mà anh làm đội trưởng. Vậy thì đối với anh Mario thì anh có học được cái gì từ đội trưởng của mình xuyên suốt thời gian vừa rồi không anh? Nói chung về học hỏi thì Mario học rất nhiều, nhưng mà rất vui là khán giả nhìn nhận mình là mình có thể là một người hát được và có thể bước trên cái cuộc thi này và chung đội với anh Hồ Trung Dũng. Đặc biệt qua từng vòng thi giống như là bài Chân Tình thì Mario cũng được khán giả bình chọn là bài hát được yêu thích. Rồi xong rồi qua tới Hơn Cả Yêu thì mình lại được khán giả bình chọn ước thích tới 1.000 khán giả bình chọn cái bài hát được yêu thích nhất. Và sau đó rất vui là khi mình đã chọn đúng cái dòng nhạc mà đi chung với anh Dũng mà được khán giả nhìn nhận. Và tất cả những khán giả, kể cả những fan của anh Dũng hay là fan của Mario đều vô nhắn tin là
rất thích tiết mục đó. Đó là một sự học hỏi của Maro ở anh Dũng, là một sự tiết chế trên sân khấu, điềm tĩnh và hát một cách rất là thoải mái, không còn giống như lúc đầu hát bản năng nữa. Có nghĩa là lúc đầu hát bản năng giống như là những cái cuộc thi thời trang hoặc biểu diễn thời trang hay mời người mẫu lên hát, thì hát theo bản năng là người đẹp biết hát, người đẹp biết hát thì mình cứ lên hát, hát lại theo mình biết hát thì mình hát. Còn khi về đội của anh Dũng thì mình biết khúc nào mình nên ngưng, mình biết khúc nào mình lên cao giọng và mình bè, cái đó là tất cả đều là nhờ anh Dũng dạy Maro. Vậy thì quay trở lại với câu chuyện chúng ta chia sẻ trong chương trình của Trời Sinh Một Cặp, thì như hai anh cũng đã biết thì drama cũng là một trong những cái yếu tố rất là nổi bật, rất là đáng được xem trọng tới khi mà chúng ta làm một cái chương trình truyền hình thực tế. Vậy thì theo hai anh thì yếu tố này nó đóng vai trò như thế nào nói chung, và yếu tố này nó sẽ ảnh hưởng gì cho đến hình ảnh của cá nhân mình khi mà tham gia chương trình không ạ? Em đang hỏi về chương trình này hay là chung chung, em chưa hiểu câu hỏi. Ý em nói chung, tức là theo hai anh thì cái yếu tố mà drama, kịch tính thì có mang lại một cái hình ảnh tốt cho một người nghệ sĩ khi mà tham gia chương trình hay không? Dĩ nhiên là đối với lại trình thực tế và các cái chương trình của truyền hình trên TV á, thì cái độ drama nó có góp phần mang lại cái độ hot của show đó. Mình cũng thấy ở Việt Nam mình thì cái drama đó cũng thường xuyên được cố tình tạo ra để gây cái hiệu ứng, cái thu hút cho một cái chương trình. Đối với một người nghệ sĩ mà nói thì anh nghĩ đó là một cái điều quyết định của cá nhân thôi. Bởi vì khán giả của Việt Nam thì có một cái đặc điểm, đó là mau để ý nhưng mà cũng mau quên. Cho nên khi mà bạn lựa chọn cái việc mà đi theo drama, đi theo scandal á, thì nó khá là tương đối là có lợi. Bởi vì những cái mặt xấu đi kèm với cái drama đó sau này sẽ nhanh chóng bị quên đi. Cái người ta còn nhớ lại đó là người này đã từng được lên báo chí, được nói rất là nhiều. Cho nên cái việc nhiều nghệ sĩ chọn con đường đó là không có gì khó hiểu cả. Nhưng mà dĩ nhiên con đường đó chọn nó sẽ có những cái mặt trái của nó. Cho nên anh nghĩ người nghệ sĩ sẽ phải biết được mặt trái mặt phải của vấn đề để mà chọn. Còn đối với chương trình Trời Sinh Một Cặp á, thì như anh nói là nó không nhiều drama. Anh thấy rằng là anh thích cái ekip làm chương trình này. Bởi vì họ không có đi phía sau nói với mọi người, nói với các đội trưởng hay là nói với lại giáo viên nhạc, các thí sinh là phải làm này làm kia để tạo drama ra đi. Mà họ rất là tôn trọng những cái cảm xúc thật, những cái quy trình thật, những cái quá trình thật của mọi người. Và cái việc mà họ cái show này tồn tại cũng đến mùa thứ 7 đã là một cái minh chứng rằng là show này mặc dù không đặt nặng, không cố tình gây ra những cái drama, nhưng chính những cái thí sinh với những cái câu chuyện rất là đời của họ, với những cái khó khăn rất là thật, em không cần phải tạo ra khó khăn đó vì họ có khó khăn thật, thì đã thu hút được mọi người để mà xem đến giờ phút này. Vậy thì với anh Mario thì anh sẽ nghĩ sao về yếu tố drama để thu hút lượng view cũng như là thu hút khán giả thị hiếu thời nay anh? Theo anh nghĩ thì ở một lĩnh vực nào đó nó cũng cần có một chút gì đó, một cái sôi động lên tí xíu để cho khán giả dễ nhớ. Nhưng mà thực sự với Trời Sinh Một Cặp thì không biết những đội kia sao, vì với đội Hồ Trung Dũng là một đội là yên bình nhất. Có nghĩa là tụi em chỉ biết tiến bộ và học hát thôi, để cho khán giả nhìn nhận là em đến với chương trình này em có thể hát được và đi sâu được, và em có thể sau này có thể trở thành một ca sĩ. Đó là một cái yếu tố trong đội Hồ Trung Dũng là hoàn toàn không có drama. Còn những đội kia thì nói chung là Maro thấy là những đội kia cũng không có luôn. Mọi người đến đây là như một anh em trong gia đình, và cái sự học hỏi là cái đầu tiên mọi người hướng đến. Bởi vì là qua cái trang Facebook của anh Hồ Trung Dũng thì em cũng đã thấy là mọi người cũng hay đến nhà anh Dũng để mà ăn tối, cũng như là có những cái tấm hình rất là dễ thương, rất là thân thiết với nhau. Và em cũng nghĩ rằng đúng như anh chia sẻ là cái gì thật, cái gì mà chúng ta nhìn thấy được cái quá trình phát triển của một người, quá trình mà trau dồi của một người, nó cũng sẽ là một cái điều mà hút khán giả sâu đậm hơn, và cũng như là kéo chân khán giả lâu hơn là những cái drama như là chúng ta dễ nhớ cũng dễ quên. Vậy thì không biết là sau chương trình này anh Mario có định lớn sân qua là ca sĩ, hay là sẽ có một cái sản phẩm chuyên nghiệp nào đó kết hợp với đội trưởng của mình anh Hồ Trung Dũng không anh? Nói chung là dự định thì có nhiều lắm. Nói chung mình đi thi là mình cũng mong man là mình muốn đứng sân rồi, muốn đứng sân qua ca hát mình mới đi thi, để cho khán giả có thể nhìn nhận là mình là một người có thể hát được và có thể sau này sẽ đi theo con đường ca hát. Nhưng mà cái gì nó cũng vậy, trong một cái nghề nghiệp là yếu tố may mắn là yếu tố đầu tiên. Và trong cái nghệ thuật thì chắc tổ nghiệp anh ha, tổ nghiệp cho mình như thế nào thì mình sẽ
đứng vững ở đó. Nhưng mà anh thấy rằng là Mario bắt đầu là ngon men vô cái mảng ca hát rồi đúng không? Dạ. Với cái vai trò là MC của một cái show cũng khá là dài hơi. Ở đó là các nghệ sĩ và suốt mười mấy tuần là có những cái show hát. Cho nên là anh nghĩ rằng là đang đứng ở giữa rồi. Chắc là bước qua không còn xa nữa đâu. Dạ. Nói chung là sau hôm qua một cái đêm chung kết thì cũng có rất là nhiều màu show. Lúc trước là mời đi diễn thời trang thì mấy anh bầu show đó là sau này mời em đi hát được rồi đó. Cái xong em cũng comment lại liền nha mấy anh đó nói là chắc chắn rồi. Tính ra là xong chương trình này là anh đã có thêm được một, không những là một người bạn, không những là một người anh, mà cũng là một người đã cho mình được một cái gọi là một cái công cụ nữa để mà chúng ta có thể lớn sân cũng như là phủ sóng hơn trong showbiz. Vì thì sắp tới thì chúng ta cũng sẽ mong chờ được là sẽ thấy được những sản phẩm, không những là những sản phẩm mới từ ca sĩ Hồ Trung Dũng, mà cũng như là thấy được Mario Thành Tâm sẽ lớn sân qua làm MC và làm ca sĩ. Thì rất là mong quý vị khán giả chúng ta sẽ đón chờ xem những sản phẩm của hai vị khách mời của chúng ta. Còn bây giờ là qua phần thử thách anh ha. Qua phần thử thách chút xíu nha. Okay. Chúng ta đã nghe những chia sẻ rất là thân mật giữa hai vị khách mời của chúng ta là ca sĩ Hồ Trung Dũng và anh Mario Thành Tâm trong chương trình Trời Sinh Một Cặp. Vậy thì không biết rằng là họ có thật sự thân thiết như là họ đã chia sẻ hay không. Chúng ta sẽ kiểm chứng ngay sau đây qua hai thử thách nho nhỏ. Bây giờ em sẽ đưa cho hai anh hai option. Một là anh Hồ Trung Dũng sẽ gọi điện cho Quỳnh Lương và bảo là đang ngồi cùng với Mario và thử offer collab cùng một MV mối tình Tây Ba với Mario, nhưng mà chi phí đầu tư lên đến 1 tỷ. 1 tỷ hay là 1 tỷ hơn gì cũng được, đó là tùy câu chuyện mà chúng ta sẽ bàn với nhau về sau, xem là chị Quỳnh Lương có chịu hùng vốn để mà bắt tay vào cái deal này không. Option thứ hai tức là anh Dũng và anh Mario cùng call cho Quỳnh Lương rủ tham gia Trời Sinh Một Cặp mùa All Star, xem là phản ứng của Quỳnh Lương sẽ như thế nào. Chắc là mình chọn cái thứ hai đi. Tại vì khi mà càng thân thì càng không nên đụng đến chuyện tiền bạc. Em dùng cái câu là để xem có đủ thân hay không để mượn tiền hay không thì anh không đồng ý chuyện đó. Anh là quan niệm là càng thân là càng phải cẩn thận chuyện tiền bạc, không có công mất thân. Và chúng ta sẽ qua là option thứ hai ha. Mùa All Star hả? Mình có cái group của mình, gọi group luôn cho nó tiện. Mùa All Star. Mùa All Star. Nói thiệt là Quỳnh Lương ngày hôm bữa lúc mà Thu qua tham gia 2-3 tập là đã tính rút rồi đó. Nhưng mà không biết sao là cứ tính là thôi đến giờ chót là em rút. Xong cái lên thi bài hát xong bắt đầu là ngồi nghĩ lại, thôi em hát tiếp. Biết cái gì đã kéo Quỳnh Lương lại, cho nên anh cũng đang rất là tò mò coi là Quỳnh Lương có. Dạ đúng rồi, mình có thể hỏi chị Quỳnh Lương cái đó thử. Để xem là có khi anh chị đang quay không ta đây. Alo, em đang ở đâu đấy? Em đang ở Lạng Sơn. Làm gì ngoài đấy lận? Sao không đi tham gia talk show với anh? Em hôm bữa hẹn nhắn tin rồi, em đang đi quay cho Viettel, quay đến 25-27 thì em sẽ xong. Ôi giời, mọi người em nhắc quá trời nè, anh ngồi với Mario nè. Mario nó có chuyện nó muốn hỏi em nè. Em ơi, em ơi, bên chương trình mới gọi điện thoại cho anh với anh Dũng là định mời em với anh tham gia mùa All Star, nhưng mà lại không hát chung, không hát hai người nữa, mà có nghĩa là tam ca, nghĩa là anh với em với anh Dũng đều là tam ca luôn, ba người hát trên một sân khấu mùa All Star quay lại của Trời Sinh Một Cặp á. Thì anh nghĩ chắc chương trình nói khoảng chừng 2 tháng nữa. Em quay phim đến khi nào để anh nói chuyện với mọi người? Em quay phim cuối năm. Đến cuối năm hả? Có nghĩa là nếu mà chọn giờ được là tham gia được đúng không? Vâng. Ok rồi. Nhưng mà mọi người nói là cái tập này, cái mùa All Star này nó sẽ làm đặc biệt hơn, có nghĩa là em là phải nhảy chung với anh rồi anh Dũng này kia nọ đó. Ôi giờ ghê giờ ghê đó. Hôm bữa là bước đi còn dám bước đi nữa, giờ là nhán gì nhảy đâu phải không? Rồi ok. Không, nguyên mùa chứ, quay 12 số. 12 số mà. À, nhảy 12 số luôn á. Thế khó, thế khó rồi. Anh nhảy chung với em. Anh nói giỡn thôi, bây giờ là chương trình cho một thử thách là anh với lại Mario phải mời em tham gia bằng được thêm một số nữa. Thì mọi người nói rằng là chắc là em sợ anh Dũng rồi, em ngán Mario rồi, chứ không có muốn tham gia nữa đâu. Ngoài mặt thì tỏ ra thân thiện hết thôi, chứ còn ghét nhau rồi. Đấy. Với một phần nữa ha,
cái option kiểu cái... nói nghe nè, cái option đầu tiên á, chương trình kêu là hả mượn tiền em á, cái anh cũng định nói là em nhiều tiền lắm, mượn là em cho liền, nhưng mà bây giờ không biết có cho hay không thì anh không biết. Không, mà anh chỉ giàu sức tưởng tượng thôi chứ em không giàu tiền bạc. Ok rồi, ok ok rồi, vậy quay phim tiếp đi, rồi hôm nào thì sẽ còn gặp nhau nhá. Ok ok anh, ok bye bye rồi. Rồi thế em thua rồi nhá. Thương quá, vậy là em thua rồi. Vậy là thân thiện thật mọi người, legit. Thân lắm, thân lắm. Chắc chắn là thân thiện thật. Tức là phải có một cái điều gì đó trong chương trình nó khiến cho chị Quỳnh Lương phải luôn mong muốn được quay lại. Và khi mà anh gõ lời một cái là chị Quỳnh Lương là ok liền, là chỉ cần sắp xếp. Thật ra Quỳnh Lương là một cái ca rất là đặc biệt. Ví dụ như anh với lại Mario thì đầu đến cuối thì rất là ôn hòa, dễ thương, hiền lành, thân thiện với nhau. Nhưng mà với Mario là đã có giai đoạn mới đầu á là gần như là cãi nhau. Quỳnh Lương thì gần như là cãi nhau. Nó chỉ cãi nó không đúng bởi vì không có nặng lời với nhau gì hết. Nhưng mà cách làm việc nó không có hòa hợp. Và dẫn đến việc là anh cũng cảm giác là có thể mình sẽ không có coach cô này được. Và cô này cũng có cảm giác là chắc là mình cũng không phù hợp với show này. Và tính Quỳnh Lương thì rất là thẳng. Và ngay lập tức nói là em muốn rút. Và anh cũng để cho Quỳnh Lương muốn rút thì rút. Đấy, nhưng mà sau đó thì anh nhắn tin và làm rõ cái vấn đề để hiểu nhau, là make sure là hai bên hiểu nhau. Sau đó thì anh có gọi cho, nhắn tin cho Quỳnh Lương và qua lại để mà Quỳnh Lương make sure là Quỳnh Lương thực sự hiểu cái vấn đề nằm ở đâu. Thì cuối cùng mới nhận ra là cô ấy có những cái hiểu lầm. Và anh rất bất ngờ khi mà sau đó gặp nhau trở lại thì Quỳnh Lương rất là hợp tác, rất là dễ thương. Và khi đó bắt đầu anh mới nhận ra là anh với Quỳnh Lương có điểm chung rất là lớn, là những người đều cá tính mạnh, đều thẳng tính và đều không dễ nghe lời người khác, trừ khi là phục người khác. Thì kể từ cái lần hôm đó thì bắt đầu là anh với Quỳnh Lương làm việc với nhau cực kỳ dễ dàng sau cái lần cãi lộn đó. Và bắt đầu từng ngày thì anh thấy là Quỳnh Lương tin mình nhiều hơn. Khi mà hát mình nhận thấy được cảm giác cô này cũng rất là, những cái đầu là còn rất là trông chờ vào mình đó, kiểu như dựa vào tinh thần á. Cảm giác không phải là đứng dựa sân khấu, nhưng mà cái nỗi sợ của cổ rất là lớn, và anh chính là cái người giúp cho cổ trên sân khấu cảm thấy vững chãi hơn, và nó lớn dần lên, và sự kết nối của hai anh em với nhau nó cũng tăng dần lên như vậy. Cho nên là Quỳnh Lương là một người đối với anh rất là thú vị, và anh rất là vui khi mà trong team lần này của anh có hai cái thái cực rất khác nhau và làm cho cái hành trình của anh cũng rất là đáng nhớ. Còn anh lúc đầu gặp Quỳnh Lương thì anh nghĩ cô bé này là một cô bé chắc mình khó gần với cô bé này. Nhưng mà quay cái tập, anh Dũng nhớ tập mà anh với Quỳnh Lương hát Bụi Phấn vừa thi xong, thì cô bé này mặc cáo dài, vừa thi xong là dở cuốn sổ ra thì ngồi chép, từ vì Quỳnh Lương có những cái shop quần áo bán online mà thấy cô bé này là một cô bé rất là chăm chỉ làm việc. Vừa thi xong là mở sổ ra là coi nhập hàng này kia nọ. Thi quay hình đến 9-10 giờ xong rồi livestream bán đồ. Livestream bán đồ, cái mình cũng lại hỏi này kia nọ, cái xong mình thấy ồ, cô bé này không như mình nghĩ, không như giống như cho cô bé cho diễn viên trên TV mà kiểu đanh đá này kia nọ. Thấy cho cô bé này là giống như một đứa em mình. Kể cả bé Thảo Trang cũng vậy luôn, là Quỳnh Lương với Thảo Trang rất là dễ thương. Và hầu như là ba anh em trong đội với nhau, những lúc đi tập chương trình ở sân khấu thì có bữa thì anh mua trà sữa cho mọi người, có bữa thì Quỳnh Lương mua chè. Mấy anh em rất là thương nhau trong đội nhau. Anh nghĩ là cái điều đó làm cho cái đội Hồ Trung Dũng là một đội thân nhất với nhau. Bởi vì thể bị nứt cục xíu. Chính vì mà anh rất là kiên nhẫn, anh rất là dung hòa, và cái cuộc nói chuyện, cái cuộc cãi vã đó nó như là một cái bước mở nút thắt giữa hai người, khiến cho hai người gần nhau hơn. Cho nên là chị Quỳnh Lương mới có nói, mà em cũng đọc trên báo, chị cũng chia sẻ là cảm ơn anh Hồ Trung Dũng đã luôn chiều chuộng một cô bé rất là bướng bỉnh, rất là ngang và rất là thẳng tính như là chị Quỳnh Lương. Và chính vì là trong đội của anh Trung Dũng có nhiều thái cực như vậy, có MC cũng có diễn viên cũng có, mà có livestream bán hàng doanh nhân cũng có, cho nên là mới khiến cho cái tố chất của một người lãnh đạo, anh phải dung hòa được tất cả mọi người, và để như là chúng ta cùng qua được tất cả những cái vòng của chương trình Trở Sinh Một Cặp. Và minh chứng là đội của anh là đội mà có nhiều thí sinh vào chung kết nhất. Và một lần nữa là cũng chúc mừng cho cái hành trình rất là đáng tự hào vừa rồi của Trở Sinh Một Cặp của tất cả mọi người. Và chia sẻ một chút xíu nghiêng về cái, không, chúng ta không nói đến Trở Sinh Một Cặp nữa, mà chúng ta sẽ bước qua một cái phạm trù nữa, nó là mang tính cá nhân hơn. Tức là em có theo dõi và cũng như là có
biết được những cái dự định sắp tới của anh, là anh mong muốn chia sẻ những cái podcast và những cái tập sách liên quan đến vấn đề về trầm cảm là một cái trạng thái tinh thần. Thì vậy thì tại sao anh lại chọn cái chủ đề đó và tại sao lại là thời điểm này vậy anh? Anh vừa bước qua một cột mốc khá là đặc biệt trong cuộc đời của anh, đó là chuyển từ con số 3 lúc đầu thành con số 4, có nghĩa là chuyển sang hàng 4. Và anh mới tự nhiên biết sao cái điều đó. Anh thì trước giờ không bao giờ mà quá là coi nặng cái tuổi tác, anh rất là tự hào về cái tuổi của mình, nhưng mà cái việc mà thay đổi con số nó cũng có làm mình suy nghĩ. Ở đây theo cái hướng rằng là mình muốn làm cái gì với những năm sắp tới của mình. Bởi vì mình cũng đã có những cái thành tựu nhất định trong con đường đi hát của mình, và đến giờ phút này mình cảm giác là mình chỉ làm cho chính mình mà thôi. Mình làm để mình có thể nổi tiếng hơn, mình làm để mình có thể có nhiều tiền hơn, mình sống sung sướng hơn. Nhưng mà anh nghĩ rằng là mình muốn thời điểm này mình muốn làm thêm một cái gì đó nó có cho người khác nữa, nó cộng đồng, chứ không phải là cho mình không thôi. Và cái thứ mà làm cho anh cảm thấy hạnh phúc nhất ngoài cái việc đi hát đó là được chia sẻ và được kết nối về mặt tâm lý với người khác. Nó cũng là một cái mặt của âm nhạc cũng vậy thôi, nhưng bây giờ mình lớn qua phần khác chút xíu. Thay vì mình hát cho mọi người nghe để chia sẻ thì mình bây giờ mình nói thẳng vào vấn đề. Và giới trẻ thì anh nghĩ bây giờ chúng ta nói rất nhiều về cái vấn đề tâm lý, sức khỏe tinh thần. Rất là vui khi mà bây giờ chuyện đó không còn là một cái điều gì quá xa lạ, hoặc là không, khi nhắc anh nó không phải có nghĩa là bạn đang bị điên hay là bị gì đó, mà là nói chuyện vô cùng bình thường. Tất cả chúng ta đều có những câu chuyện cần phải giải quyết, và chính vì mình không giải quyết từ những chuyện nhỏ đó mà nó gom lại thành một củ hành, đúng không? Nhiều lớp và thành căn bệnh trầm cảm. Cho nên là nói là cái show thành là chủ đề trầm cảm thì không đúng, tại vì anh sẽ không nói quá nhiều về cụm từ trầm cảm hay nói thẳng vào chuyện trầm cảm để gây cho nó một cái sự nặng nề hay là cảm giác là nó là một cái bệnh lý, mà anh sẽ bóc tách nó ra và để hy vọng là thông qua đó thì mọi người sẽ cảm giác là hạnh phúc hơn với cuộc sống của mình. Vậy thì nói đến một cái vấn đề về sức khỏe tâm lý là một cái vấn đề rất là quan trọng mà thời nay là chúng ta dần là rọi ánh sáng vào nó nhiều hơn. Vậy thì khi mà hoạt động nghệ thuật thì đối với anh cái vấn đề tâm lý, cái sức khỏe tâm lý của mình nó có quan trọng hay không, và làm sao để mà chúng ta có thể bảo vệ được sức khỏe tâm lý của mình nói chung trong cái bất cứ một nghề nghiệp nào cũng vậy. Không biết là hai anh có thể chia sẻ về vấn đề này. Tâm nói trước hay là anh nói? Anh nói trước. Anh nói trước. Nếu mà có ai đó hỏi anh cái điều khó nhất trong cái nghề đi hát của anh là gì á, thì anh nói là tâm lý của chính anh. Chứ nó không phải là sự cạnh tranh khốc liệt hay là đi việc phải đi tìm show hay gì đó. Tất cả mọi thứ đó chỉ là cái bên ngoài đấy. Nhưng mà cái khó nhất đối với anh chính là cái tâm lý của chính mình. Sống trong nghề này thì em phải có một cái độ lì, một cái độ vững chãi, biết tách mình ra khỏi cái thế giới đó. Nó rất là lạ, bởi vì em sống sâu ở trong cái thế giới đó. Em muốn làm cho mọi người trong thế giới đó thích mình thì em phải đi vào sâu trong đó, nhưng em phải có khả năng kéo mình ra khỏi đó. Ra khỏi những cái lời khen, lời chê, không phải lời chê, không cả lời khen nữa. Tại vì có những lời khen cũng không phải là thực sự là khen em. Xã giao cũng có, một cái mục tiêu khác cũng có, vân vân. Và ngược lại, lời chê không phải lời chê nào cũng là xấu, nhưng mà không phải lời chê nào mình cũng nên nghe. Cho nên rồi cộng thêm vào đó là những cái chuyện ví dụ như định hướng nghề nghiệp. Em sẽ luôn luôn gặp nã bom vào mình là các thể loại lời khuyên này nọ. Em phải làm thế này, em phải làm thế kia, hoặc là em không được quyền làm thế này kia. Thì mình phải tách mình ra đó để mình biết mình là ai, mình thích cái gì, mình muốn cái gì. Và không phải lúc nào cái mình thích nó cũng hiển hiện trước mắt mình là mình làm được. Nhưng mà mình phải có đủ cái độ tự tin và lì bản thân để mình tiếp tục mình làm. Thì chính những cái điều đó nó làm cho cuộc sống hàng ngày của mình nó cũng rất nhiều lúc lên xuống liên tục. Và nếu mình không có khả năng tự điều tiết thì mình rất dễ lâm vào trầm cảm. Và đó cũng là lý do mà anh nghĩ rằng là trên thế giới, đặc biệt là Hàn Quốc, đúng không, mình thấy cũng rất nhiều nghệ sĩ đã chọn lựa là chấm dứt cuộc sống của mình. Chính xác. Và cái một cái mà em có nghe anh chia sẻ, tức là một cái dự án sắp tới của anh là The Connection. Và chính vì cái việc mà chúng ta không mất kết nối với lại nhiều thứ trong cuộc sống của mình,
điều đó nó khiến cho chúng ta không có vững được trong lòng. Và chính vì vậy chúng ta bị cuốn theo những cái guồng cuốn và khiến cho chúng ta cảm thấy bị mất cân bằng, kể cả trong công việc lẫn trong cuộc sống hàng ngày. Và đó cũng chính là một trong những cái lý do mà khiến chúng ta cảm thấy là dần rơi vào cái trạng thái là trầm cảm hay là mất cái sự cân bằng trong cuộc sống của mình. Vậy thì đối với anh Mario thì anh có bao giờ cảm thấy mà trong lòng mình nó bấp bênh và nó tự đặt cho mình câu hỏi là liệu mình có phù hợp với nghề này và anh làm gì để mà anh có thể giữ cân bằng lại sự kết nối của mình? Chắc anh phải nói anh là một người làm trong nghệ thuật là hướng nội, mọi người hay gọi anh là hướng nội cô độc á. Có nghĩa là anh có thể đi show về xong anh có thể ở nhà luôn và không đi đâu hết. Anh là chỉ vào phòng gym xong rồi chỉ ở nhà thôi. Thì đôi lúc có khoảng thời gian lúc trước mới vào nghề thì anh luôn đặt ra câu hỏi là tại sao mình phải như vậy, tại sao mình thế này thế kia, tại sao mình có phù hợp với công việc này không. Không phải là việc của mình là phải biết cân bằng và lý trí cái việc mình lựa chọn. Và mình theo anh nghĩ là trong một cái ngành nghề nào cũng vậy, cho mình phải có sự học hỏi. Mình có sự học hỏi thì mình mới tiến bộ được. Sau này anh đã không còn hỏi mình tại sao nữa, mà mình muốn vào một cái công việc đó trước tiên mình phải học hỏi và mình biết được mình có làm được hay không đó. Thì là những điều mà anh suy nghĩ, đó là sự anh nghĩ là lý trí và cân bằng anh cần phải có. Đúng, anh cũng công nhận là đội của anh khi mới nhìn vào, ví dụ như khi Quỳnh Lương mới nhìn hoặc là Mario gì hơn mới nhìn, đều nghĩ rằng là hai bạn này có thể rằng là một là dữ dội dữ dằn, cũng có thể là ăn chơi nhiều hơn. Nhưng mà không ngờ là khi mà tiếp xúc xong rồi là những đội, những thành viên rất ngoan. Người thì đi hát về xong là bán hàng, người thì đi gym về xong là về nhà. Với Mario thì có một cái mà anh nghĩ rằng là giúp bạn ấy cân bằng được, đó là Mario rất là cởi mở để chia sẻ. Mặc dù tính cách thì như Mario tự nói là khá là hướng nội, nhưng bạn ấy không có ngại chia sẻ ra ngoài. Và nghĩ đó là một trong những thứ mà giúp Mario có thể là sẽ ít phải đặt mình vào trạng thái trầm cảm hơn. Với anh là anh chỉ cảm giác như cái đối phương của mình đó là một người cảm giác là cho mình được cảm giác an toàn thì anh sẵn sàng chia sẻ hết tất cả mọi thứ. Còn những người nào mà anh nhìn mà người đó mà không cho anh được cảm giác an toàn thì những cái chuyện mà của anh hay là bất cứ chuyện riêng của anh không thể nào chia sẻ. Nên nghĩ là cái đầu tiên anh nhìn người đó là một người phải đem cho anh lại cảm giác an toàn. Em nghe em để ý có một cái từ khóa mà mọi người cũng lặp lại, tức là đầu tiên là cảm giác an toàn, đó là chịu chia sẻ, đó là cân bằng, và đó là một cái sự kiên định với bản thân, vân vân. Nhưng mà những cái đó là chúng ta dễ nói, mà để mà dễ làm và để nhận ra thì rất là khó. Bởi vì trong cuộc sống bây giờ thì em cảm thấy nó quá là khó để mà chúng ta có thể tìm được một người chúng ta có thể chia sẻ những cái nỗi lòng của mình. Và một người làm nghệ thuật thì em nghĩ cái cảm xúc cũng là một cái điều rất là quan trọng để mà chúng ta có thể đưa vào trong những cái tác phẩm nghệ thuật của mình. Vậy thì trải qua những cái thời gian làm nghệ thuật, tất nhiên là sẽ có những cái thăng trầm trong cuộc đời, trong cái sự nghiệp của mình. Vậy thì làm sao để mà hai anh có thể cân bằng lại, cũng như là kéo mình ra khỏi cái gọi là cái vũng lầy trong cái cảm xúc mà nó quá là hỗn độn của mình trong cái thời điểm mà khó khăn như vậy? Anh thì chưa bao giờ bị cảm giác là bị hỗn độn trong cái mớ cảm xúc vì làm nghề hết trơn. Thực ra đối với chuyện đi làm nghề là một cái may mắn đối với anh. Anh được trải nghiệm rất là nhiều cảm xúc khác nhau. Mỗi cái bài hát thì người ca sĩ họ có được cái gọi là đặc quyền, đó là bạn không cần phải trực tiếp sống cái trải nghiệm cái vấn đề đó, cái sự kiện đó, nhưng mà thông qua cái lời kể của nhạc sĩ bạn có phần nào đó hình dung ra được, giống như phim vậy đó. Bạn đặt mình vào đó, bạn hát bằng cái việc bạn hát từ trong cái cảm xúc đó hát ra thì bạn đã cảm được rất là sâu cái cảm giác đó. Nhưng mà làm nghề ca sĩ nó cũng cần có cái khả năng là thoát khỏi cái cảm xúc đó. Tại vì em chỉ cần làm việc đó là 5 phút thôi. Vì anh còn nhớ là ngày xưa anh từng đi hát hai cái bài liên tiếp với nhau, một bài là Rời Xa Khỏi Quê Hương, mà kiểu mà buộc phải đi khỏi quê hương nó rất là đau á. Và anh xém khóc đến khúc cuối bài, là anh xém khóc và khán giả thấy được luôn là anh không nói được thành lời, anh phải xin mọi người cho anh nửa phút để anh bình tĩnh lại. Thì theo chương trình lúc đó anh chưa kịp suy nghĩ kỹ, anh xếp bài sau đó là một thằng điểu giả. Cái bài sau á là nội dung thằng điểu giả. Và sau khi mà anh xin khán giả cho anh nửa phút để anh bình tĩnh bớt cái cơn đau của mình lại thì anh chuyển cái mặt qua thằng điểu giả ngay lập tức. Và lúc đó anh nghĩ chắc khán giả nhìn vào là tưởng thằng này bị bệnh. Tại vì là làm sao nó có thể thay đổi lẹ như vậy được. Nhưng mà đó chính là cái cuộc sống của anh, đó chính là cái mà anh rất là làm cho rất là đam mê về nghề hát. Anh được trải nghiệm rất là nhiều hơn những cái người mà không theo con đường này. Và anh không có cho rằng nó sẽ kéo mình đi xuống trong cái vũng lầy cảm xúc như là em nói.
Chỉ có là những cái lúc mà anh mất sự cân bằng, mà ai cũng có rồi, thì anh sẽ tìm những người bạn thân. Anh cũng giống Mario điểm đó, chọn bạn khá kỹ. Anh không có nhiều bạn, nhưng mà những người bạn mà anh có đều là những người mà anh có thể ngồi kể một cách trần trụi hết tất cả những chuyện mà mình đang suy nghĩ, đang trải qua, mà không phải lo lắng rằng là họ judge mình, đánh giá mình hay là xem mình là người xấu hay gì hết. Thì anh nghĩ trong cuộc đời mình không cần 200 người như thế, mình chỉ cần người 1 đến 2 người như thế thôi. Và anh không có nhu cầu tìm bạn mới, bởi vì anh nghĩ rằng là cuộc sống của anh quá bận rộn. Cái thời gian ít ỏi mà anh còn là anh có đó, anh muốn dành những người mà đang cần cái thời gian đó của anh. Những người bạn rất là thân mà mình chưa dành đủ, cho nên không có lý do gì mình phải suốt ngày tìm bạn mới cả. Và đó cũng, em nghĩ cũng là một cái lý do mà anh bắt đầu cái series sắp tới của mình là The Connection. Là anh muốn cho ngược lại, anh muốn tạo cái cơ hội cũng như là tạo một cái sân chơi, một cái nơi mà mọi người có thể chia sẻ những cái câu chuyện của mình để mà healing. Bắt đầu là chúng ta sẽ cùng với nhau nhìn nhận thực tế hơn và nhìn nhận nó rõ hơn về cái vấn đề sức khỏe tinh thần, đúng không anh? Vậy thì còn không anh Mario thì như thế nào? Anh thì có, anh không biết mọi người sao nha, nhưng mà người nghệ sĩ là một người nhạy cảm nhất, anh nghĩ là nhạy cảm nhất. Trời mà buồn buồn tí xíu mà đổ mưa anh cũng buồn đó em. Anh kiểu là anh đã từng có một khoảng gian trời mưa là anh vui. Anh đã bị cái kiểu cảm giác là rơi vào không trung mà kiểu mà trong một ống tối có riêng một mình đó. Đó là từ vì mình không sống gần gia đình, mình là một người ít bạn, mà bạn của mình là phải dành cho gia đình rồi người yêu của bạn của mình nữa, chứ đâu có dành hết cho thời gian cho mình đâu. Mình là một người không có kiểu mà kết giao bạn mới quá nhiều, không có thói quen đó. Thế kiểu là mình chỉ muốn một mình thôi, thu mình trong một cái vỏ bọc như vậy nè. Thì đó lúc mình buồn, nếu mà có show đi thì không sao nha, rất vui. Mà cái kiểu mà không có show đi ở nhà một mình anh, cái kiểu mình nằm bấm điện thoại xong rồi lại tắt đèn trong phòng tối om, xong mình lại rơi vào không trung là mình không biết mình đang làm cái gì á. Đôi lúc mình suy nghĩ là mình có nên ra ngoài giờ đi chơi không, mình có nên tìm bạn không, mình có nên kết bạn không. Nhưng mà suy nghĩ lại là cái đó chỉ là một cái phần lý trí của mình suy nghĩ thôi. Chủ yếu là mình có biết cân bằng và thoát khỏi ra nó không. Nếu mình không thoát khỏi ra đó thì tối ngày mình cứ như vậy hoài. Đó, anh nghĩ là cả đời anh là phải kiểu mà học cân bằng. Mấy nay trời nóng vậy mà trời mưa anh còn không vui nữa thì khi nào anh mới vui? Mà giờ trời mưa lại vui lắm. Trời mưa là vui lắm. Bây giờ trời mưa như là vàng vậy đó. Mấy anh mà trời hiu hiu là trời sao rồi, tâm trạng trời sao là tâm trạng anh đi chang vậy, nó xuống y chang vậy luôn. Ủa mấy nay trời nóng anh dễ cọc lắm hả? Anh hả? Đâu có em, trời nóng anh trong phòng mở mới lạnh sướng lắm. Nhớ mở điều hòa trên 27 độ nha. Mọi người kêu gọi là như vậy đó. Vậy thì chúng ta cũng đã nói rất là nhiều câu chuyện về về sức khỏe tinh thần, cũng đã nói rất là nhiều về cái việc mà làm sao để chúng ta có thể cân bằng lại cuộc sống của mình. Vậy thì với những cái người bạn trẻ mà đang còn rất là chông chênh trong cái hành trình trưởng thành bây giờ, và kể cả những người mà đã ra ngoài đi làm mà họ vẫn còn rất là hỗn độn trong những cái guồng quay của họ, thì hai anh có cái lời khuyên gì dành cho những người đó, những người như vậy không ạ? Không chỉ là trong nghệ thuật, bất cứ một ngành nghề nào, bất cứ một cái ở lối sống nào cũng muốn có thể nghe được những cái lời chia sẻ của hai anh. Thực ra cái mục đích của anh khi mà anh làm cái show này á, nó không phải để mọi người nhìn thấy một cái giải pháp trong cái câu chuyện mà mình kể, mà để mọi người nhận ra rằng là không phải là người duy nhất bị như vậy. Mà ai cũng bị như vậy trên. Kể cả những người mà nhìn có vẻ bên ngoài rất điềm tĩnh như thế này thì bên trong vẫn hỗn độn như thường. Hoặc là như Mario cũng có những phút hỗn độn như thường. Có nghĩa là ai cũng có những lúc như vậy. Cho nên cái đầu tiên mình cần phải biết rằng là ai cũng có những chuyện đó. Và đó là một phần tất yếu của cái quá trình trưởng thành của mình. Cho nên mình cũng đừng có đặt gọi là sao, mình làm khó bản thân của mình quá, khắc khe quá. Mỗi lần mình như thế thì không có nghĩ rằng là mình là người tệ hại, mình dở hơn người khác, và bằng mọi giá phải thoát ra khỏi, cho phép mình có những cái đoạn như vậy và xem nó là cái bước cần có để cho những bước sau. Dĩ nhiên nó còn nhiều bước sau nữa, nhưng mà nếu mà phải tóm tắt một cái mà anh nghĩ đầu tiên cần phải nói, đó là hãy bao dung mình xíu và chấp nhận, cho phép mình không nhất thiết phải tìm ra được cái hướng đi ngay lập tức, mà mình cần phải trải nghiệm nhiều thứ. Mình cần phải trải qua nhiều thứ, mình cần phải được sống. Mình cuộc sống nó không phải là cứ có giải pháp, từ giải pháp A sang B, mà nó còn có con đường chỗ đó nữa. Thì anh chỉ hy vọng rằng là những cái câu chuyện mà anh kể trong số sắp tới của mình, hoặc là những khách mời mà anh mời đến, sẽ cho mọi người thấy rằng là mỗi người trong những khách mời đó đã đi theo cái con đường như thế nào, đã chọn cách ứng xử như thế nào trong những cái lúc mà mình bị hoang mang như vậy.
Vậy thì không biết là sắp tới anh Mario có phải là một trong những cái khách mời của show của anh không anh ha? Để trước anh ngồi là như vậy chứ. Để anh ngồi nghiên cứu coi là anh chạy bệnh gì cái lời gì. Anh là chỉ có một bệnh là không thoát thực, là anh không biết cân bằng trong chuyện tình cảm của mình thôi. Cái đó là này anh biết rồi, nhưng mà đây là chuyện cá nhân. Chuyện cá nhân. Đóng rèm đó chị. Chưa có đi lên trong chúng được. Còn về anh thì anh thấy chắc có lẽ là suy nghĩ anh già hơn những cái bạn trẻ bây giờ. Các bạn trẻ bây giờ thì các bạn những người mà làm chung nghề với anh nha, các bạn trẻ bây giờ là thường là không biết đặt mục tiêu anh. Các bạn không biết đặt mục tiêu, các bạn chỉ biết là thích cái công việc đó thôi. Các bạn chỉ biết thích công việc đó thôi, là giống như một người mẫu đi, người ta sẽ cần có hình thể. Có nhiều bạn là mấy bạn nó chỉ nghĩ là các bạn chỉ cần bước lên được cái sân khấu đó, và các bạn chỉ chụp một hai tấm hình là các bạn có thể trở thành người mẫu, nhưng không, người mẫu nó là một cái đường dài. Em phải chú trọng về vẻ bề ngoài và hình thể của mình. Lý do tại sao anh tập gym nhiều, anh luôn khuyên những cái bạn mà người mẫu trẻ, nếu mà em muốn đứng vững trên cái con đường này á, cái việc mà em muốn thành công và đi sâu trong con đường này, em phải tập gym, phải trau dồi kiến thức này kia nọ. Đó là anh cứ nghĩ là các bạn trẻ, là mấy bạn làm công việc mấy bạn không đặt mục tiêu và dễ bỏ cuộc. Tất cả mọi thứ chúng ta đều phải có mục tiêu thì chúng ta mới đặt được có một cái kế hoạch, đúng không anh? Vậy thì sắp tới là với anh Hồ Trung Dũng thì sẽ có cái series Healing the Connection. Vậy thì không biết là Mario sẽ có những dự định cho tương lai của mình vậy anh? Dự định của anh là chắc là anh, từ vì với bản tính anh lại là bản tính thích học hỏi, chắc anh sẽ tiếp tục học và trau dồi thêm kỹ năng MC nè, rồi xong rồi nghe nhiều nhạc hơn và học hỏi nhiều hơn những anh chị đi trước. Có thể sau này là cái nguyện vọng của mình là mình có thể đi hát được và mình có thể ra một cái sản phẩm nào đó để cho khán giả công nhận. Em nghĩ đó cũng là một cái lời mà anh muốn nói với lại đội trưởng. Hai anh em có sản phẩm chung thì sao? Đúng rồi, cũng có thể. Vừa mới xong chương trình cho nên cũng chưa suy nghĩ. Nhiều khi ra anh bưng, nhiều khi mình ra anh bưng mình làm live show mình có thể hai có thể anh em quay chung một bài giống như là một kỷ niệm với nhau, cũng như là tặng cho những khán giả mà fan của anh Dũng và fan Maro đã yêu thích hai anh em trong chương trình này một bài hát nào đó để cho mọi người có một cái kỷ niệm với nhau. Dạ, dễ thương. Dạ. Nhiều khi chính điều này làm cho Ngân hứng viết nhạc lại thì sao? Ok. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi những chia sẻ từ hai vị khách mời của chúng ta là ca sĩ Hồ Trung Dũng và diễn viên Mario Thành Tâm trong showbiz.vn. Và chương trình đến đây cũng đã kết thúc rồi, và rất là mong quý vị khán giả chúng ta sẽ đón chờ thêm những dự định sắp tới cũng như là những sản phẩm sắp tới đến từ showbiz.vn với rất là nhiều những vị khách mời thú vị khác. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong những sản phẩm sắp tới của showbiz.vn.